Mina-san, bây giờ chúng ta sẽ nói về food. Vậy thì khi chúng ta nói về food ở trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ có như sau. Số đếm cộng với hưng, bưng hoặc phưng. Trường hợp đặc biệt chúng ta có những từ e, íp, bưng. Chạy sân ní nhóm mấy mắt sân nè. Bừng, đơ sở. Íp bừng. Xăm bừng, đơ sở. Nhông bừng, đơ sở. Róc bừng, đơ sở. Mười phút chúng ta sẽ nói là chúc mừng, chúc mừng hoặc chích mừng, mới chưa đủ. Hãy 30 phút chúng ta có hai cách nói sang chúc mừng, sang chúc mừng hoặc hàng hàng. Còn bình thường chúng ta sẽ đi với hưng, ví dụ go hưng 15 phút, 15 phút mới chưa đủ. À xin lỗi, 8 phút chúng ta có hấp bừng. Vậy là nếu như mà bây giờ chúng ta hỏi là bao nhiêu phút chúng ta sẽ có là gì? Nan phừng. Mới chưa đủ. Nan phừng. Chả mới chưa đủ. Lên xe xe xô. Íp phừng. Đơ sở. Mới chưa đủ. Xăm phừng. Đơ sở. Mới chưa đủ. Hãy. Nhông phừng. Mới chưa đủ. Mới chưa đủ. Hãy. Rất bừng. Hãy. Mới chưa đủ. Rất bừng. Hãy. Chắc ý. Hấp bừng. Đâu rồi. Hấp bừng. Chắc ý. Chúc bừng. Mới chế độ chúc bừng. Chúc bừng. Hãy sang chúc bừng. Sang chúc bừng. Hàng. Ê, go hưng. Go hưng. Chú go hưng. Chú go hưng. Nan phừng. Nan phừng. Chà, mỗi chế độ nhóm mít vào nè. Chúng ta học lại nhá. Đơ dỗ. Chữ ghi. Chữ ghi. Chữ ghi. Chữ ghi. 次。次。次。次。次。次。はい、皆さん、ありがとうございます。 Vậy trong phần này các em ghi lại cái phần phút 1, 3, 4, 6, 8, 10, 30, thậm chí 20 phút ni chúc mừng. Chúng ta cũng đếm đặc biệt nhé. いいですか? Xin sẽ nhắc lại 1, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30 đều là trường hợp đặc biệt đi đếm với phút. Vậy
Vậy thì các em ghi số này 1, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, Idesta và Nanpung. Và các bạn nói theo cách như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giờ hơn. Cách nói giờ hơn chúng ta sẽ sử dụng như sau. Số đếm cộng với chị cộng với đặt trước đó là phưng hoặc phưng. Nhìn vào tình huống này, đây là mấy? 7 giờ 25 cho đến 25, nhưng chúng ta nói là 7 giờ 25. 7 giờ là gì? Chị chi gì? 25, 20 cộng 5 vậy là gì? Ni ju go cộng với phần. Hãy, cái này là gì? Ima nanji desu ka? Chúng ta sẽ có là gì? Shichi ji ni ju go fun desu. Hãy, chúng ta cùng luyện tập nhé. Sumimasen ga. Dozo. Sumimasen ga. Ima nanji desu ka? Mochido. Sumimasen ga. Ima nanji desu ka? Mochido ne. Sumimasen ga. Ima nanji desu ka? Ima. Shichi ji. もう一度ね。今、7時25分です。もう一度ね。7時25分です。ありがとうございました。Vậy khi chúng ta nói giờ hơn chỉ cần số đếm cộng với giờ cộng với số đếm cộng với phút. いいですか?じゃあ皆さん、これを見てください。Bây giờ mình hỏi, các bạn sẽ trả lời nhé. 皆さん、すみませんが、今何時ですか？1 giờ 10. Vậy chúng ta sẽ nói được là gì? Các em nốt ra giấy nhé. 1 giờ 10 phải sẽ là gì? 1 giờ sẽ là gì? À, hãy 1 giờ desu ne. 10 phút là gì? 10 phút hoặc 10 phút. Vậy chúng ta sẽ nói được câu là gì? 1 giờ 10 phút desu. Chà mỗi chữ đồ ne. 今何時ですか? Được rồi. 1 giờ 10 phút ですね. Hãy. Hoặc chúng ta nói là gì? 1 giờ 10 phút. Hãy. Các bạn đọc nhé. 1 giờ 10 phút です. Mỗi chữ đó. Hoặc 1 giờ 10 phút です. Được rồi. Ở phần dưới sau phần này thì có mấy mục nói về, chúng ta cùng đọc những cái từ này nhé. Và các em sẽ có thời gian luyện tập. Ni ji han. Dozo. Moichido. Moichido. Tsugi. San ji zugo fun. Dozo. もう一度、3時15分。次、4時20分。どうぞ。4時20分。どうぞ。次、7時45分。どうぞ。もちろん、7時45分。はい、もちろん練習ね。1時10
分、どうぞ。2時半、どうぞ。3時15分、どうぞ。4時20分、どうぞ。7時45分、どうぞ。はい、giờ kém。Chúng ta có số đếm cộng với giờ chi cộng với số đếm cộng với phân hoặc phân cộng với mai, cộng với mai. Nhìn vào tình huống ở đây, chúng ta có đây là gì? 12 giờ kém 5. Vậy nếu chúng ta nói giờ hơn, chúng ta sẽ 11時55分 です。 11時55分 です。 Nhưng chúng ta nói giờ kém 12 giờ kém 5, chúng ta sẽ hỏi được là gì? 12時5分 前 です。 Chúng ta cùng đọc nhé. 12時5分 前 です。 はい。Chúng ta đọc cả câu hỏi lẫn câu trả lời nhé. すみませんが。すみませんが。今何時ですか？今何時ですか？どうぞ。次。そうですね。そうですね。12時5分前です。もちろんね。すみませんが、今何時ですか？そうですね。12時5分前です。Chúng ta nhìn vào luyện tập giờ kém nhé. 9時5分前、どうぞ。もう一度。次、12時10分前、どうぞ。次、7時15分前、どうぞ。もう一度、7時15分前。次、4時20分前。もう一度。次、3時5分前。もう一度。Chúng ta sẽ có thời gian hỏi cho những từ như thế này ở phần cuối của video này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp nhé. Chúng ta nói giờ rưỡi tức là 30 phút. Ví dụ là 12 rưỡi, 1 rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi. Thì chúng ta sẽ có hai cách nói như sau. Chúng ta cùng hỏi và trả lời nhé. すみませんが。どうぞ。もう一度。すみませんが。今何時ですか？どうぞ。もう一度ね。すみませんが、今何時ですか？どうぞ。今、1時半です。今、1時半です。どうぞ。Hoặc chúng ta sẽ nói cách khác.Đó là 今どうぞ1時30分です。もう一度
1時30分です. Vậy nói dưới chúng ta có hai cách nói: số đếm cộng với hang hoặc số đếm cộng với giờ này, sau đó cộng với sang chúc mừng. Itesuka. Bây giờ các em sẽ luyện tập nhá. Các em nói giờ này, giờ hơn này, giờ kém này, và luyện tập trong thời gian 20 cho đến 25 phút. Với hỏi về giờ không, chúng ta hỏi 10 câu này và trả lời 10 câu. Ví dụ, 今何時ですか? 12時です. Nói giờ đúng này, sau đó chúng ta nói giờ hơn này, sau đó nói giờ kém này. Dạ, mình đã sang. Các em có thể sử dụng hai cái tình huống ở trên phần này, hoặc các bạn nghĩ ra cái thời gian để các bạn hỏi, một bạn hỏi, một bạn trả lời. Yoroshi desu ka? Ja, mata tsugi no video o omachi kudasai ne. Các em hãy chờ video kế tiếp nhé. Và đây bây giờ là thời gian luyện tập của các bạn. Domo arigatou.